Thần tài Mở Kho, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, tiền vàng nhét đầy két trong năm Giáp Thìn 2024, nếu biết bí mật này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, chỉ có những người ăn ở thiện lương, phúc dày mệnh lớn, kiên cường để đi qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền cuộc đời đi đúng hướng và sẽ gặp được nhiều thành công như ý. Xét theo tử vi số mệnh cho thấy, mỗi con giáp tùy vào từng thời điểm khác nhau, sẽ nhận được phúc họa khác nhau, thời điểm này bị hung tinh chiếu rọi thì tai họa liên miên, nhưng thời điểm khác được phúc tinh chiếu mệnh thì lại gặt hái được nhiều tiền tỷ của thiên hạ, thần tài mở cửa phát tài phát lộc. Đặc biệt với con giáp tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nhờ ăn ở hiền lương, phúc đức để đời, bước sang năm Giáp Thìn 2024 nghe được ý trời, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tất thảy khó khăn đều tan biến, trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, sung sướng hơn người, số mệnh phú quý, đổi đời giàu sang, mua được nhà lầu, tậu được xe sang, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thế nhưng, Minh Đường Tử Vi cũng cảnh báo con giáp này cần phải chú ý hơn tới các phương diện sự nghiệp, tài lộc của mình, nếu không cẩn thận nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần, phá sản, mất trắng. Vậy thì vận số của con giáp này biến động ra sao? Trong năm Giáp Thìn 2024 quý bản mệnh cần phải chú ý những điều gì và đặc biệt cần phải làm gì thì mới gia tăng may mắn, hút hết tài lộc về nhà? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng. Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966, nữ mạng, trong năm 2024 có vận trình tương đối an nhàn. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng là 59 tuổi âm lịch và 58 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, quý cô tuổi Bính Ngọ thuộc can Bính hành hỏa, gặp thiên can giáp hành mộc của năm 2024 chủ về bình hòa. Tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mạng năm 2024, xét về phương diện công danh sự nghiệp năm Giáp Thìn, được dự báo là không thuận lợi và có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do ngũ hành thiên can tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên bản mệnh nhận được sự hỗ trợ từ những anh em bạn bè, có thể vượt qua khó khăn, phát triển và thu về thành công trong công việc. Xét về địa chi, quý cô tuổi này có địa chi Ngọ, gặp địa chi Thìn của năm Giáp Thìn là mối quan hệ chủ về bình hòa. Đây là năm quý cô tuổi Bính Ngọ công việc không có thay đổi nào mới. Trong năm này không nên mưu cầu những việc lớn lao hay thực hiện thay đổi công việc sẽ không có lợi, đầu tư lớn khó có thể thu hồi về được nguồn vốn. Bên cạnh đó, ngũ hành địa chi tuổi và địa chi năm Thìn là sinh xuất nên chủ mệnh có thể hao tổn nhiều về sức khỏe cũng như tiền bạc. Xét về ngũ hành, quý cô tuổi Bính Ngọ có ngũ hành thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024 ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ khắc xuất, xấu. Trong năm 2024 Giáp Thìn, quý cô có thể gặp nhiều bất lợi và chủ về hao tổn. Sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên, trong năm người bản mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng năm âm lịch người tuổi này chú ý về công việc có chuyện phiền muộn hoặc tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Xét về cung phi, quý cô tuổi Bính Ngọ có cung phi là cấn thuộc hành thổ, gặp năm Thìn 2024 cung phi chấn thuộc hành mộc là chủ về khí lục sát, xấu. Chủ mệnh trong năm làm công việc gì liên quan đến làm ăn chú ý cẩn thận vì dễ bị phá hoại. Xem tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2024 nữ mạng thấy tình cảm của thành viên gia đạo người cung cấn không tốt và có thể vướng phải những chuyện thị phi. Ngũ hành của cung phi năm tương khắc với ngũ hành cung phi tuổi này công việc có khó khăn, suy nghĩ tới tiền bạc. Vận niên năm 2024, quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, gặp vận niên thỏ lộng nguyệt, tức thỏ dẫn trăng. Đây là hình tượng mang tới điểm cát lành về một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh sẽ toại, thỏa lòng chờ đợi bấy lâu nay. Gia đạo hài hòa, gia đình êm ấm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, không ít người phải ngưỡng mộ.
Xét về tứ trụ, thiên tuyệt, địa hỏa, chủ về trong năm nay công việc làm ăn của nữ tuổi Bính Ngọ không được tốt. Ngoài ra, trong gia đình thiếu hòa khí và chuyện muộn phiền có thể đưa tới. Công việc của người này khá tốt, nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng trong làm ăn, đặc biệt là sẽ có sự thay đổi và mưu cầu trong công việc. Tuy nhiên, sức khỏe của người này trong năm nay không tốt và dễ bị đau ốm, đặc biệt là bệnh về xương khớp. Cần lưu ý chăm sóc sức khỏe kỹ càng trong năm nay. Mối quan hệ giữa thiên ca, địa chi, ngũ hành, cung phi, tứ trụ và lưu niên 2024 cho thấy, nữ mạng Bính Ngọ đón cuộc sống bình hòa, các vấn đề đều duy trì trạng thái ổn định, không quá áp lực hay vất vả. Nếu muốn phát triển hơn nữa, quý cô cần cố gắng nhiều hơn thì vẫn tạo ra được sự đột phá. Tiền bạc đủ ăn đủ tiêu, vấn đề duy nhất cần quan tâm là sức khỏe suy giảm, nên chú ý điều dưỡng cơ thể. Sao chiếu mệnh, quý cô tuổi Bính Ngọ trong năm 2024 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có điềm báo tang tóc trong dòng tộc. Xét về phương diện sự nghiệp cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Bính Ngọ 1966 nhờ có các tinh thiên đức chiếu mệnh nên khá ổn định. Nếu quý cô vẫn đang tại chức có thể yên tâm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của mình. Mọi việc trong năm không làm khó được quý cô và nếu gặp vấn đề nên giữ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ tìm được cách xử lý phù hợp, cũng có người đứng ra trợ giúp. Công sức của quý cô cũng được ghi nhận xứng đáng. Nếu như quý cô đã về hưu, quý cô không còn phải bon chen quá nhiều về cuộc sống mưu sinh. Điều này cũng giúp bớt đi rất nhiều phiền muộn trong cuộc sống. Năm 2024, đối với quý cô tuổi Bính Ngọ có vận trình sự nghiệp là tương đối ổn định và suôn sẻ. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong sự nghiệp của mình, công việc làm ăn khá thuận lợi. Ở độ tuổi này quý cô đã làm chủ được cuộc sống, có kinh nghiệm, tự tin hơn, vững vàng trước mọi biến cố và nhìn rõ được cơ hội làm ăn đến với mình. Tử vi dự báo quý cô tuổi Bính Ngọ sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để đạt được điều mà mình mong muốn. Xét về phương diện tài lộc cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966, nữ mạng, trong năm 2024, về mặt tài lộc có báo hiệu có sự bứt phá rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh giúp cho vận trình tài lộc của quý cô có được nhiều sự may mắn, tài khoản của quý cô không ngừng đầy lên cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Nguồn sống và kinh tế của quý cô cũng được cải thiện rất nhiều. Cát thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản thì quý cô tha hồ hốt vàng hốt bạc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn, người làm kinh doanh, buôn bán. Ngành nghề tự do có nhiều cơ hội bứt phá thu về tài lộc đáng khiến cho người khác ngưỡng mộ, giúp nâng cấp chất lượng cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra quý cô tuổi Bính Ngọ là người biết cách vun vén, quản lý chi tiêu nên không có gì phải lo lắng. Bản thân bạn cũng có những khoản thu nhập ổn định hay lương hưu nên thêm khoản tích góp. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ngày càng lớn nên vẫn cần bản mệnh thắt chặt chi tiêu phù hợp hơn. Quý cô là người có kinh nghiệm, quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu quý cô có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói của mình thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, quý cô cũng phải tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, có nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như cho vay mượn về tiền bạc thì khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Về tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nhìn chung khá bình ổn. Bản mệnh biết cách quán xuyến gia đình, điều hòa các mối quan hệ rất tốt nên không để xảy ra xung đột giữa các thành viên. Các mối quan hệ trong nhà, họ hàng, làng xóm đều hài hòa.
quý cô có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, gia đình yên ấm, chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp hơn so với những năm trước đây. Nhưng quý cô cũng cần phải chú ý khi gặp hạn Diêm Vương, có thể sẽ gây ra những sóng gió thị phi, tiểu nhân phá hoại, khiến bản thân phải phiền não, tình cảm gặp chút trục trặc. Tuy nhiên quý cô cũng không nên quá căng thẳng và lo lắng. Chỉ cần giữ một thái độ bình tĩnh và cân nhắc kỹ lưỡng thì mọi khó khăn sẽ sớm qua đi. Xét về phương diện sức khỏe cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, lại không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, cách giác, địa tang, dĩ cập, vận trình sức khỏe của quý cô trong năm này giảm sút một cách trông thấy. Các vấn đề về thể chất thường xuyên xuất hiện, nhiều quý cô tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do thương tích, tai nạn hàng ngày. Bên cạnh đó, quý cô cần cẩn thận các bệnh liên quan đến máu huyết và dạ dày. Vì vậy, tử vi khuyên quý cô tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, chăm sóc bản thân, cảnh giác với thế giới xung quanh để tránh những tổn hại không đáng có. Ngoài ra, trong năm này quý cô không nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hay là can thiệp về dao kéo để làm đẹp. Quý cô cũng phải chấp nhận sự thật là phải chấp nhận già đi theo tuổi tác và đã cảm nhận thấy rất rõ về cơ thể bị suy yếu. Đặc biệt quý cô tuổi Bính Ngọ trong năm này nên thường xuyên đi chùa cầu bình an để giữ được tâm thế thanh tịnh, đón nhận mọi thứ đến với mình thật thoải mái. Quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày, giờ, sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành tốt cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Bính Ngọ nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ thì làm việc gì cũng thuận lợi, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp như mong muốn. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Ngọ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Ngọ. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ Bính Ngọ, sinh năm 1966, phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau.
Quý Mùi, sinh năm 2003, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tân Tỵ, sinh năm 2001, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Quý Dậu, sinh năm 1993, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Mậu Tuất, sinh năm 2018, nữ mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Canh Dần, sinh năm 2010, nữ mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai 2024, quý cô tuổi Bính Ngọ gặp tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm này là năm Thìn, quý cô không phạm tam tai, tốt, cuộc sống trôi qua trong bình an và ổn định. Kim lâu 2024, quý cô tuổi Bính Ngọ không phạm kim lâu. Hoàng ốc 2024, quý cô tuổi Bính Ngọ không phạm hoàng ốc. Thái tuế năm 2024, không phạm hạn thái tuế. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Ngọ 1966 năm Giáp Thìn 2024 là trạch khốc. Trạch khốc là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch khốc là xấu, bởi vậy gia chủ 1966 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cần đặc biệt chú ý tới hạn Diêm Vương và sao Thổ Tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu. Sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biển hiện của hạn Diêm Vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh, đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng. Về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, sung túc. So sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn, một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn. Nhiều tuổi cửu diệu đại cát nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách. Đối với hạn Diêm Vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này. Đối với nữ giới, khi gặp hạn Diêm Vương cũng là năm gặp sao Thái Bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc. Qua quá trình so sánh như vậy ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Diêm Vương. Đối với quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn Diêm Vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông. Nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Không nên ăn uống tùy tiện, đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố, không nên đi viếng tang, lại gần tử thi. Thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng,
điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn Diêm Vương, đối với những người khỏe mạnh bình thường, nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc, của cải. Theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh, sự nghiệp, có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn Diêm Vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức. Như vậy, hạn Diêm Vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất trắc, rất dễ xảy ra. Quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm 2024, bị sao Thổ Tú chiếu mạng. Sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, chủ về điểm xấu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê và không nên đi làm ăn xa. Sao Thổ Tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Tuy nhiên, sao này thì không đáng lo ngại lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì lớn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2024, chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán, lại được cục diện dần ngọ bán hợp trợ mệnh, nên tuổi Bính Ngọ tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Quý cô tuổi Bính Ngọ được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Quý cô vui xuân với một tinh thần vui vẻ, thoải mái cùng gia đình, nhưng quý cô cũng cần chú ý ăn uống, đặc biệt là trong những ngày Tết phải tham dự nhiều cuộc hội họp và tiệc tùng. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 2 âm lịch này, quý cô tuổi Bính Ngọ có sự khởi đầu thuận lợi trong công việc làm ăn của mình. Tình hình sức khỏe của quý cô cũng khá tốt, nhưng cần chú ý đi lại, tham gia giao thông. Bản mệnh duy trì được trạng thái làm việc năng nổ, nhiệt tình, song vì khối lượng công việc quá nhiều nên ngày nào cũng rất bận rộn, mà thành quả nhận được chưa chắc đã được như mong muốn. Trong tháng này, bản mệnh nếu có ai đó vay mượn tiền bạc hay cho người lạ ngủ nhờ, vào nhà, thì nên tìm cách từ chối khéo léo, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 3 âm lịch cho quý cô tuổi Bính Ngọ, công danh, sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều khởi sắc. Việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, song nếu muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Tình hình tài chính khá yên ắng, vì vậy nên bản mệnh chớ vội đầu tư, hãy nghe ngóng rõ ràng tình huống xung quanh mình, chứ đừng sốc nổi nghe theo những lời rủ dê, dụ dỗ. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Trong tháng này đối với quý cô tuổi Bính Ngọ dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến bản thân sa sút, tinh thần bất ổn hay lo lắng. Dường như tháng này là tháng mà quý cô đang chăm chút cho công việc của mình, cũng nên có kế hoạch sắp xếp lại mọi thứ, có kế hoạch cụ thể trong công việc thì sẽ vẫn đạt được kết quả tốt. Ngoài ra, nên quan tâm và gần gũi mọi người xung quanh nhiều hơn.
tháng 5 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tháng 5 âm lịch do phải chịu tác động từ cục diện Ngọ Ngọ tự hình gây ra cho bản mệnh một số rắc rối, bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình, bạn chỉ muốn làm theo ý mình, nên không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đó chính là lý do bạn thường xuyên mắc vào lỗi lầm, thậm chí là lỗi sai cũng không chịu sửa, mắc đi mắc lại nhiều lần. Tháng này về tài lộc chậm, không có dấu hiệu gia tăng, vì thế chi tiêu cần phải tính toán chi tiết rõ ràng, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải đi vay mượn người khác. Sức khỏe cũng không tốt, chú ý ăn uống, dễ mắc các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Công việc và gia đạo của quý cô tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch này khá ổn định. Nhận được nhiều sự hỗ trợ và lời mời giúp đỡ từ gia đình và bạn bè do được cục diện nhị hợp trợ mệnh. Tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng trong tháng này, nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh, nên nguồn thu chính được cải thiện đáng kể, bạn có thể được thưởng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong công việc. Tuy nhiên quý cô cũng nên chú ý, trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử của mình, không nên cho vay mượn về tiền bạc, cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tháng giữa năm 2024 tình hình tài chính của quý cô tuổi Bính Ngọ có vẻ gặp một chút khó khăn và thay đổi. Tháng này trong công việc, bạn có thể phải gặp những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, các cặp vợ chồng trẻ đang dần tìm cách để hòa hợp với nhau. Tuy nhiên gia chủ sẽ nhận được nhiều tin vui từ gia đình mang đến. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Bính Ngọ lại có được vận trình tương đối tốt. Người làm kinh doanh, buôn bán thì việc kinh doanh buôn bán cũng được thông thuận. Tuy nhiên trong tháng cũng có điểm báo vướng phải một chút thị phi, tuy không lớn nhưng nó làm cho quý cô khá muộn phiền và đau đầu về vấn đề này. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tháng 9 là tháng mang tin vui về cho quý cô tuổi Bính Ngọ, quý cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu, nên về cơ bản bạn có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định. Tam hợp trợ mệnh, sự nghiệp của quý cô tuổi Bính Ngọ trong tháng này có những bước tiến nhất định, những cố gắng từ trước đến nay đã được công nhận, thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc. Tinh thần làm việc hăng hái tích cực cũng sẽ xuất bản, đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này, nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng mới, tình hình kinh tế không được khả quan lắm trong thời điểm này là bởi mức lương hoặc mức lợi nhuận của quý cô không gia tăng. Nhưng bạn lại có nhiều vấn đề cần phải chi phí, tốt nhất hãy cân đối chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Quý cô cần lưu ý, tập trung cho công việc hơn trong thời điểm này, chớ nên để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc chỉ vì mình lơ là không chú ý. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Cát tinh trợ mệnh giúp cho quý cô tuổi Bính Ngọ có một tháng bội thu về tài lộc. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản rất tốt, cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn chung, với quý cô tuổi Bính Ngọ trong tháng này, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý cô cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính. Về tình cảm, các mối quan hệ của quý cô được duy trì tốt, thậm chí có bước tiến gần gũi thân thiết hơn trong tháng này. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, nên tháng này quý cô tuổi Bính Ngọ chắc chắn sẽ bận rộn, nhưng cũng không ít niềm vui đưa tới. Bị ảnh hưởng bởi những ngày cuối năm, dù là công việc cơ quan hay gia đình thì cũng tương đối bận rộn. Quý cô cần giải quyết nhiều vấn đề khiến bản thân rất mệt mỏi và lo lắng, thậm chí có một chút lộn xộn. Tài lộc trong tháng này tương đối tốt, các hạng mục công trình và dự án đầu tư trước đó để cho thu về lợi nhuận, các khoản lương và thưởng cuối năm cũng giúp gia tăng nguồn tài chính.
Nhưng những ngày cuối năm việc chi tiêu sắm sửa cho dịp Tết cũng nhiều, quý cô nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh bị thất thoát, thâm hụt nguồn thu không đáng có. Khép lại một năm may mắn, viên mãn và thật sự cảm thấy hài lòng và cùng chung vui đón Tết bên gia đình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.